Hành trình tìm về cha ruột của em Phúc sau 23 năm xa cách, những cái ôm thân thương và những giọt nước mắt của các cô, các chú, người thân của em Phúc khiến người xem phải cảm động. Sau nhiều năm, em Phúc đi tìm kiếm cha và mẹ không gặp thì hôm nay chính thức em Phúc đã có cha rồi. Còn mẹ của Phúc thì đã có thông tin nhưng chưa biết ra sao. Không có gì quý hơn có cha, có mẹ, tình cảm gia đình là một sợi dây gắn kết thật chặt. Mọi việc ra sao Trường mời cả nhà xem hết video và bấm đăng ký kênh chia sẻ giùm Trường nha. Đã hát à? Đâu đâu cô nhìn giống bà đó. Đây là một cái OK cả nhà, giờ Trường cùng anh Tâm với lại Phúc thì đang chuẩn bị lên phà để gặp cha ruột của em Phúc nha cả nhà nha. Quá là hợp luôn. Anh Tâm thấy cái vụ này anh em làm mau quá. Đúng rồi. Mất đạt 20 mấy năm mà nhanh quá. Mình cảm thấy là khi mà gia đình đoàn viên vậy mình rất là vui đó. Sao Phúc? Dạ. Chuẩn bị còn vài phút nữa thôi là sẽ gặp được cha nè. Đây, phà cập bến nè. Chắc chắn ông chú sẽ đứng đang đợi bên đây nè. Đó, đứng thì đứng bên phải, ông nói là ông ra đâu ngoài phà ông đón mình mà. Chắc. Đó, đây là cả nhà chuẩn bị lên phà nha. Đó, chuẩn bị hồi hộp nè. Chừng vài phút nữa thôi, 5 phút nữa là cả phà cập bến bên đó là gặp sẽ gặp được cha ruột của Phúc rồi. 30 giây nữa vô rồi. Đó, phà vô tới rồi đó. Trời ơi, cảm giác nó hồi hộp nha. Đây sẽ là một cái video thật đặc biệt. Dạng như là mình nói 23 năm xa cách mà gặp trong chớp mắt. Mình đăng clip lên chừng có ngày một là có thông tin vừa cha vừa mẹ luôn. Cha thì đi tìm con cũng khá là lâu. Con cũng đi tìm cha nữa. Về Phúc hồi hộp nha cả nhà. Đó, giờ gặp lại là cái là ông ngoại lời luôn, vừa gặp con ruột mà vừa gặp cháu nữa. Đây, chuẩn bị hồi hộp, giây phút hồi hộp chuẩn bị có nha. Không biết ông chú không biết xe mình không ta? Không, chắc không biết đâu. Không biết, tại vì á xuống xe đây là chỉ có một chiếc xe tải với một chiếc xe ô tô, chắc chắn không biết. Đúng rồi, nếu mà tin hiểu hiểu được. Đây, để coi đâu rồi, coi cha không đứng đâu rồi. Đây có khi động đứng chợ kìa. Đâu? Phải áo xanh đó không? Có thể áo xanh đó nha. Chú quái nhìn kìa. Ổng nhìn ra. Phải không? Dạ, nhưng mình chạy luôn, chạy lên chứ mình đậu đây được. Đó chắc ổng quá, ổng đứng ổng khiệt ổng nghiến rồi kìa. Chắc ổng ở chỗ này đây. Dạ ổng đứng. Đúng rồi. Ở đâu chậm hơn? Thấy chỗ mà. Ổng rồi, ổng đây nè. Rồi, ổng chạy đi luôn kìa. Đây là cha của Phúc đây cả nhà ơi. Đúng, ông sẽ dẫn đường cho nhà luôn á. Ông nghiệp không? Ông ngoại đón tận chỗ luôn. Nói chung là phương tiện muốn gặp lên con gái cũng khó, nên anh em hỗ trợ được phần nào hỗ trợ. Chứ không phải là người cha cũng muốn gặp con liền lắm á, nhưng mà tại do phương tiện thôi. Đi xa lắm chứ không phải đơn giản đâu. Từ nhà chồng của Phúc xuống đây là khoảng bao nhiêu cây thôi, nãy nói quên tiêu rồi. Mấy chục cây đó, gần 100 á. Dữ ha. Đi từ giấc trưa đến giờ tới chiều. Đó, cả nhà tại sao mà hồi sớm lên video có những anh chị bình luận là tại sao cha không đi gặp con. Tại vì đó cả nhà thấy không, cha cũng đâu có gì đâu. Vì cha lam lũ. Đi thôi cả nhà ơi. Hình như nãy mình nghe nói là ông bác ở nhà ông có làm con gà sao ta? Có gà. Cháu gà nấu cháo, Ngon rồi, vô kèo rồi. Không uống công anh em mình nhìn đói chưa vậy ha? Nhìn đói, sáng giờ đi nhìn đói luôn. Không chứ sao mà lo như thế không kịp, lúc đầu thì không kịp, thì bỏng sao á. Chứ nhà cũng xa vậy chứ, đâu có gần đâu. Bây giờ không biết rồi. Nhà cũng xa lắm á. Chuyện luôn á. Nói chung là nhà cha của em Phúc cũng ở khá là sâu rồi cả nhà. Phía bên xa. Đúng rồi.
qua một cái phà rồi đi vòng vòng nãy giờ vô trong vườn nữa nè. Thấy người cha chắc cũng hiền lắm nè, thấy tướng giống như là nông dân á anh Tâm. Tới tới chưa mà quẹo dưới vô tới trường học gửi xe quá. Gửi xe trường học. Dạ như vậy là tới nhà của đây ba ruột của em Phúc rồi ha. Chú lại chú mở cửa cho con chú xuống đi. Đó ông ngoại kìa. Đi vô với cha đi, anh đóng cửa cho. Đi luôn. Chú cầm đồ cho cháu chú đi. Rồi chiếc xe để là lát nhé. Dạ dạ. Hành trình 23 năm tìm lại người thân. Chỉ được Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành tập trung nghiên cứu giải quyết. Đây là nhà mình phía sau của trường hả chú? Rồi cố lên em, dạ. Từ từ bình tĩnh không khóc. Quá vui rồi quý vị. Quá vui rồi, bữa nay gặp được cha ruột quá mừng luôn. Xưa giờ là mình ở bên đây luôn hả chú? Ở đây tại trước là đi làm ngoài á. Dạ. Trước rồi á. Năm mới làm rồi có thằng Tết về cái bị tai nạn xe rồi cái thôi ở nhà luôn. Như là chú cô không có gia đình luôn hả? À, hồi trước là có. Dạ. Vậy thôi vậy sao mới gặp mẹ chú Phúc mẹ. Mới gian dở rồi. Dạ. Cách ly luôn rồi. Là tới giờ luôn, tới giờ luôn chú cô không có gia đình luôn. Xa dữ ta. Tôi phải chừng dắp cỏ chúng em. Cỏ mấy cỏ đang ngứa. Đúng rồi. Rồi, khóc mướt hết trơn rồi. Dạ, chú đi đi. Thôi đi con, đừng khóc. Về gặp cha mà mình khóc thì không khóc. Đây là một hình ảnh rất đẹp quý vị. Về gặp cha, không có khóc, cứ vui lên đi con, không khóc nữa. Đồ may mà trường với nhiệm thấy cái nét giống giống luôn, à, cái nét nhìn cái nét sơ là đi đâu vậy? Qua đây qua đây. Cái nhà phải không? Đây nếu mà con vô á thì đi thẳng vô đụng có cái kho ao cá. Ao cá. À, bỏ cái nhà đó là con tạo lại là đụng. Cái này hả? Cũng điện đài xuống tới nha. Ôi ngoại ẩm. Ngoại ẩm hả con? Tiêu ngoại luôn hả? Ngoại ẩm hả con? Không có nữ. Ok nha, thì nay trường và anh Tâm đây. Thì giờ hai cha con của anh Phúc thì đang đi phía sau á. Thì giờ mình đã đi vô giết vô cái nhà. Ổng nó 100m mà nãy giờ hơn 100m rồi. Ôi cái đường gì mà sao thấy ớn luôn á. Trong đây rừng rú không nè. Hồi nãy nhà cưa ông Phúc cũng xa nữa, nhà nhà chồng á. Ô xe quá, xe. Mẹ ẩm ơi. Mẹ ẩm. Nó ẩm mà nó thấy em đồi nó khóc á, em ẩm em luôn á. Này cô sáu mà nó cô tư cái này. Dạ dạ. Tả hết á. Đâu đâu cô nhìn giống bà lắm.
Đây là một cái cuộc hội ngộ đầy nước mắt. Nãy nãy này còn, nãy này còn. Nãy này, nãy này còn, không ai. Nãy này còn. Nãy này còn, nãy này. Giờ đây chạy còn, chạy còn, nãy này còn, không có khóc. Nãy này. Ôi khóc cái gì, khóc. Anh khóc trời cái tỉnh về tới này. Nãy đi vui vẻ con. Nói chung, chúc con bé. Nói được không? Sáng con điện cho con đâu. Cô. À, à dạ, dạ dạ là chị á, chị của chú à. Chị. Dạ, dạ, dạ. Dạ, Dương Tư á. Dương Dương Tư hả Dương Tư? Mình đứng mình chào cảm nhận luôn à. Dương Tư, Dương Tư. Con Dương Tư, Dương Tư. Để cho gia đình ngồi xuống đi. Nó chịu quạt không con? Là bé à, chờ bé là nghỉ trước, bé đi đường cũng xa. Ờ. Ừ. Ừ, chứ con không có khó trong này. Cưng hô ngoại. Cãi 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 sao lắm để cho con bé nó đứng chơi. Trời ơi. Con em có khát sữa không? Có khát sữa không? Chạy sữa cho bố bé con. Ồ, đã. Thôi khóc luôn hả? Tại chị biết được á. Biết bao nhiêu năm rồi, 23 năm mới gặp lại cháu mà. Hai đứa con không biết. Trời nhìn giống gạo. Nhìn giống gạo dưới trời. Không mà không thật hả? Đi ra, đi ra. Cái chừng chút, cái chừng chút. Bà cô, bà cô. Rồi ok để cho hòa nó ra kìa. Mình nít thì đi chồng mưa. Ủa cái nón nó đâu? Nó vướng màn kìa tục kìa tục. Nó với lại cũng nào giờ nó cũng hầm mà. Với giờ nít nó chơi uống thuốc nó hơi ít có lạnh như hồi xưa. Trai. Ông ngoại lại nói nha. Ừ, rồi. Ừ, ông ngoại cưng lắm mà. Ừ cái nón bự quá mà. Ừ cái nón này sao rồi được. Ừ, tự nhiên. Mua trừ heo. Ông ngoại hơi bị lụp chụp rồi. Lúng túng rồi, ông ngoại giờ lúng túng rồi. Tay chân kìa, kìa, lấy như tay luôn luôn, tiếp lộn nữa kìa. Rồi. Để dạ. Muốn phải giận cháu rồi, muốn cao rồi. Ôi, thơm phức luôn. Một cái bữa cơm cùng với gia đình cháu. Ủa, cháu, cháu của cháu. Cơm cháu. Cơm cháu luôn đầy đủ. Gì cũng có hết ở nhà quê mà. Tụi con rất là tự nhiên, rất là thoải mái á chú. Dạ. Đấy là nó làm bạo đúng không? Đấy là nó ăn ăn nhiều bạo đúng không? Vậy là tôi thích lắm. Mình nông dân rồi gặp dạ. Ăn gặp mình thích lắm. Dạ. À là bây giờ là mình nhà thờ ở đây hả chú? À bên đó mẹ thì ở chú tên gì? Na. Chú Na. Dạ. Chú Na nay mình cũng được nhiêu tuổi hay chú Na ha? Tuổi mẹ nó. À, là bao nhiêu chú? 54. 54 luôn. Dạ. À bây giờ để bé Phúc qua đốt nhang bông bà tổ tiên cả nhà. Một đứa cháu thất lạc 23 năm nay tìm về cội nguồn. Mô Phật. Cậu Út mày bước vô đi. Chị Nguyễn thương gì mô vô hồn của má. Nhà thức khi má. Má Nguyễn giọng bước cho mọi người. Nhưng mà thương á, nó ở với cụ Út nó được đứa con. Nó đem ra Vĩnh Long nó sanh nó cho người ta ngày hôm nay. Cháu nội của má đi về viếng thăm gia đình để bác nhìn dòng họ. Xin ông hồn má chứng giám cho họ nó ra về thăm má. Bà nội đó nha con. Cháu nội má tên là Nguyễn Thị Hút.
cũng như là hạnh phúc của má. Hạnh phúc. Xin má chứng giám phù hộ cho Nguyễn Thị Phúc. Nguyễn Hồng Phúc. Nguyễn Hồng Phúc cho nó được mạnh giỏi à. Con á. Đây giống như là bà nội. Bà nội. Ôi, mẹ con ăn gặp con á. Bà nội á, tính là mẹ con sang lần rước chiều bữa nay thì cũng có nói với bà ngoại con luôn. Nhưng mà ngược lại dắt con là như Long sanh rồi cho luôn. Bà nội không ai biết hết con. Con đừng buồn nghe nội nha. Sợ mấy anh em đứng ngoài muốn gương như em muốn khóc luôn rồi. Tại vì cái thiên liêng đó, tình cảm gia đình tìm về cội nguồn đó, thiên liêng đó. Hôm nay mẹ làm cái vợ như tụi em thông với mẹ. Chú uống rượu lắm rồi. Chú nói chuyện hết được. Được lắm rồi. Nói tên nói không được mấy chú ơi. Dạ. Giờ không sao ra tới giờ không nhận mấy chú làm không ập pháp được. Mừng quá rồi. Thì sợ con đứng con cũng nó cứng quá thiệt. Cái này là mong ơn mấy chú nhiều lắm. Nhờ cái YouTube về mấy chú được nhờ được khác. Không khóc nữa. Ngày sanh ra là nói chung là bên nội không ai biết hết đó. Chỉ biết cái ngày chở đi sanh là sanh rồi. Là chở đi lên Vĩnh Long sanh rồi coi luôn. Thành ra bà nội nó rất buồn. Dạ. Nó là khi nhận được cái cháu là đi tìm hoài tìm không gặp. Ngày nay nhờ cái chú cho nó lên YouTube vậy mới nhìn được. Dạ. Ôm bà nghe đi em. Dạ. Cô Năm. Chị của cha. Chị của cha. Con gắng giữ gìn chú Thảo nha. Có dịp nào con về con ghé thăm thăm với cha với cụ Tháo nha. Cô Tư nữa. Thôi ok, nha đợi mình qua dùng bữa đi. Qua luôn cô Tư ơi. Qua dùng bữa luôn cô Tư ơi. Cô Năm. Cô Năm chứ. Rồi đây. Từ 5-6 lộn tùm lum trên. Giờ là em hạnh phúc là hạnh phúc rồi đó. Hạnh phúc rồi có các cô và chị em này kia rất là đông luôn rồi. Trời ơi, chị hai luôn hả? Đâu, em đâu? Ở đâu mà nhận chị hai kỳ cục chứ cà? Con, phải không ta? Phải chị hai không ta? Kỳ đúng quá ha. Không là hai chị em đó.